Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sắp thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Vatican sắp thăm Việt Nam. Người Việt ở Đài Loan nói động đất gây thiệt hại khủng khiếp, nhưng chính phủ phản ứng tốt. NATO kỷ niệm 75 năm ngày thành lập. Điện Kremlin nói quan hệ Nga-NATO đang ở mức đối đầu trực tiếp. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Ukraine sẽ gia nhập NATO. Tổng thống Pháp tin chắc Nga sẽ tìm cách nhắm mục tiêu vào Thế vận hội Paris. Cập nhật tình hình động đất Đài Loan, ít nhất 10 người chết, trên ngàn người bị thương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sắp dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 7 đến 12 tháng 4, theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Ủy ban Đối ngoại Việt Nam cho biết hôm 4 tháng 4. Chuyến thăm đầu tiên của ông Huệ tới Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch Quốc hội được cho là có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao, định hướng chiến lược cho quan hệ song phương. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cho biết. Đây cũng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa người đứng đầu cơ quan lập pháp hai nước sau Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam vào tháng 12 năm 2023 khi hai quốc gia láng giềng đưa ra tuyên bố chung về việc nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc. Theo lời Đại sứ Phạm Sao Mai, chuyến đi cũng nhằm khẳng định về việc Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại. Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh Vatican, dự kiến sẽ thăm Việt Nam từ ngày 9 đến 14 tháng 4, theo Hội đồng Giám mục Việt Nam và Truyền thông trong nước. Tin cho hay đây là chuyến thăm đầu tiên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican đến Việt Nam kể từ khi đất nước thống nhất vào năm 1975. Dự kiến Tổng giám mục Gallagher sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn vào chiều ngày 9 tháng 4, hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính và thăm lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ vào ngày 10 tháng 4, theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngoài ra, Tổng giám mục Gallagher cũng có chương trình thăm Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội, cũng như cử hành các thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội ngày 10 tháng 4, tại Huế ngày 12 tháng 4 và tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 4. Truyền thông Việt Nam nói rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Vatican đã phát triển tích cực trong thời gian gần đây, đặc biệt kể từ khi hai bên thiết lập cơ chế đối thoại thường xuyên của nhóm công tác chung vào năm 2008. Một số người Việt ở Đài Loan chia sẻ rằng họ chứng kiến trận động đất gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên hòn đảo. Mặc dù vậy, họ vẫn lạc quan vì tin rằng những người bị ảnh hưởng sẽ nhận được sự trợ giúp của chính phủ và cộng đồng. Trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã xảy ra ở vùng biển phía đông của Đài Loan sáng ngày 3 tháng 4. Tính đến sáng ngày 4 tháng 4, 9 người thiệt mạng, hơn 1.038 người bị thương trong trận động đất mạnh nhất trong vòng 25 năm và tổng số người mất tích là 48 người, theo Reuters. Linh mục gốc Việt Nguyễn Văn Hùng ở Đào Viên, người phối hợp tìm nơi lưu trú cho công nhân Việt bị ảnh hưởng, chia sẻ với VOA. Chưa thấy một thông tin nào về sự thiệt hại về nhân mạng cho những cái người giáo dân của tôi cũng như những người Việt Nam. Tuy nhiên, có một số các cái nơi tạm trú cho người lao động đã bị chấn động mạnh, thành sự ra là cục lao động địa phương phải tìm cái trung tâm như văn phòng của tôi để giúp cho những người lao động họ có cái chỗ tạm thời để họ trú ẩn. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 4 tháng 4 chỉ đạo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc nhanh chóng liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại và đầu mối cộng đồng người Việt Nam để nắm bắt thông tin kịp thời ứng phó tình hình. Đi qua cây cầu này của kênh Đô quận 8 Sài Gòn là đến cổ đình Bình Đông nằm trên cù lao Rạch Bà Tàng, có sắc phong của vua Tự Đức. Do thời gian, đình đã qua nhiều lần trùng tu, trong đó có khu tưởng niệm cố chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Đình Bình Đông nằm ở cù lao Rạch Bà Tàng, được xây dựng 1852, nơi thì thần thờ thần hoàng bổn cảnh. Đình Bình Đông có một nhà tưởng niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng và một nhà đọc sách của bác Tôn Đức Thắng. Trước đó là bác Tôn có
tham gia hoạt động công hội đỏ tại đình Bình Đông. Các công trình xây dựng theo dạng đình Nam Bộ với võ ca và chánh điện nằm giữa. Hai bên có Đông và Tây Lan, bên cạnh lại có nhà nghĩa từ thờ những người có công, đóng góp, gọi chung là tiền hiền và hậu hiền, cùng miễu theo tín ngưỡng dân gian. Chánh điện ở trên đền thờ thì thờ thần Hoàng Bổng Cảnh. Còn ở dưới chỗ nhà nghĩa từ là thờ tiền hiền, hậu hiền là những cô bác, anh chị là trong hội đã quá giảng, là người ta thờ đó, tôi kêu là nhà nghĩa từ. Còn bên sau nữa là bên miễu bà, còn tuốt sau nữa là có miễu ông tà. Đình Bình Đông được khách thập phương như bà Nguyễn Thị Lành tin rằng chính là nơi mà nguyện cầu tâm thành tác linh. Nhất là cũng như là cái tinh thần của mình, thứ hai thì mình cũng đạt được, từ chỗ đó mình có cái niềm tin đó. Thành ra cô rảnh thì cô đi à, chứ cô không nhất thiết ngày nào cúng ngày rằm hay ngày gì, nhất thiết ngày nào rảnh thì cô lại đi. Cũng như là có chuyện gì buồn cũng qua đây xin, ví dụ là như vậy. Ví dụ mình có cái gì mà đang gút mắt đó, thì mình cũng qua đây nhờ xin ông là cho nó qua nạn khỏi vậy thôi. Hơn 100 năm trước, ông Tôn Đức Thắng sau này là chủ tịch nước đã thành lập công hội bí mật tại đình Bình Đông, nên sau năm 1975, chính quyền còn xem nơi này là một di tích lịch sử đương đại và lập trang thờ Tôn Đức Thắng. Today we celebrate the 75th anniversary. Hôm nay chúng ta kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh mạnh nhất, lâu dài nhất và thành công nhất trong lịch sử. NATO đánh dấu ngày thành lập của mình bằng một ổ bánh sinh nhật, một ban nhạc diễn hành và các bài diễn văn. Nhưng các nghi thức kỷ niệm bị lu mờ khi Tổng thư ký Jens Stoltenberg nhắc nhở Hoa Kỳ rằng các đồng minh cần được giúp đỡ nhiều hơn bao giờ hết khi cuộc chiến của Nga ở Ukraine bước sang năm thứ ba. Europe needs America for its security. Châu Âu cần Bắc Mỹ vì an ninh của mình, chia sẻ gánh nặng công bằng là điều cần thiết. Và châu Âu đang đầu tư nhiều hơn nữa. Năm nay, phần lớn các đồng minh NATO sẽ đầu tư ít nhất 2% GDP vào quốc phòng. At the same time, North America also needs Europe. Đồng thời, Bắc Mỹ cũng cần châu Âu. Các đồng minh châu Âu cung cấp quân đội đẳng cấp thế giới, mạng lưới tình báo rộng lớn và đồng bảy ngoại giao độc đáo nhân lên sức mạnh của Mỹ. Multiplying America's might. Trong hai ngày qua, các ngoại trưởng NATO đã họp tại Brussels, nơi 32 thành viên của Liên minh đồng ý tăng cường điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Nhưng nhiều người lo lắng về tương lai của NATO. Unfortunately, it could be that NATO's biggest battles and fights are still in the future. Thật không may, có thể những trận chiến lớn nhất của NATO vẫn còn ở trong tương lai. Và chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều cho điều đó. Bởi vì nếu những trận chiến đó đến với chúng ta mà chúng ta không chuẩn bị sẵn sàng, thì đó sẽ là sai lầm lớn nhất mà chúng ta có thể mắc phải. That will be the biggest mistake that we can ever have. Một phần của sự lo lắng này xuất phát từ khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh bại Tổng thống đương nhiệm Joe Biden vào tháng 11. Nhưng cũng có lo lắng về việc Quốc hội Mỹ đang trì hoãn gói viện trợ Ukraine trị giá 60 tỷ đô la khi Đảng Cộng Hòa yêu cầu siết chặt an ninh biên giới nội địa thì mới thông qua dự luật viện trợ thêm cho Ukraine. Cùng tham dự cuộc họp kéo dài 2 ngày còn có Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, người tiếp tục thúc ép liên minh tăng cường hỗ trợ phòng không. I don't want to spoil the party, but of course my message is the birthday party, but tôi không muốn làm hỏng bữa tiệc sinh nhật, nhưng thông điệp chính của tôi hôm nay sẽ là hệ thống Patriot, bởi vì việc cứu mạng người Ukraine, cứu nền kinh tế Ukraine, cứu các thành phố của Ukraine phụ thuộc vào sự sẵn có của Patriot và các hệ thống phòng không khác ở Ukraine, và chúng tôi đang nói về Patriot vì đây là hệ thống duy nhất có thể đánh chặn phi đạn đạn đạo. This treaty is a simple document. NATO được thành lập vào ngày 4 tháng 4 năm 1949. NATO bắt đầu chỉ với 12 thành viên từ Bắc Mỹ và châu Âu và được thành lập để cung cấp an ninh tập thể chống lại Liên Xô. Trọng tâm của Liên minh NATO là phòng thủ tập thể. Ý tưởng cho rằng một cuộc tấn công vào một thành viên sẽ được coi là tấn công vào tất cả,
mang lại sự bảo vệ quân sự của Hoa Kỳ cho Tây Âu. Nga và NATO hiện đang đối đầu trực tiếp, theo lời Điện Kremlin tuyên bố trong lúc Liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu kỷ niệm 75 năm thành lập vào ngày 4 tháng 4. Trên thực tế, mối quan hệ hiện đã trượt xuống mức đối đầu trực tiếp. NATO đã nhúng tay vào cuộc xung đột xung quanh Ukraine và tiếp tục tiến về phía biên giới của chúng tôi và mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự về phía biên giới của chúng tôi. Các đợt mở rộng về phía đông liên tiếp của NATO là sự ám ảnh của Tổng thống Vladimir Putin, người đã gây chiến ở Ukraine 2 năm trước với mục đích nêu ra là ngăn cản NATO tiến gần hơn tới biên giới Nga. Thay vào đó, cuộc chiến đã kích động NATO, khiến liên minh mở rộng thêm với sự gia nhập gần đây của Phần Lan và Thụy Điển. Ông Putin đã nhiều lần nói rằng Nga đã bị phương Tây lừa dối sau chiến tranh lạnh khi liên minh hiệp ước Warsaw của Moscow bị giải tán và NATO tiến về phía đông, tiếp nhận thêm các thành viên trong hiệp ước cũ và 3 quốc gia vùng Baltic từng là một phần của Liên Xô. Phương Tây bác bỏ quan điểm đó, nói rằng NATO là một liên minh phòng thủ và việc gia nhập tổ chức này là sự lựa chọn dân chủ của các quốc gia để thoát khỏi sự cai trị của Cộng sản trong nhiều thập niên. NATO cho biết họ đang giúp Ukraine chiến đấu để sinh tồn trước sự xâm lược của Nga và đã cung cấp cho Kiev vũ khí, huấn luyện và thông tin tình báo tiên tiến. Nga nói rằng điều đó khiến NATO trên thực tế trở thành một bên trong cuộc xung đột. Ông Putin hồi tháng 2 nói, một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO sẽ đồng nghĩa với việc hành tinh này chỉ còn một bước nữa là đến Thế chiến thứ 3. Trong một thông tin khác liên quan, Tổng thống Vladimir Putin hôm 4 tháng 4 tuyên bố không để Nga trở thành mục tiêu của những người theo chủ nghĩa toàn thống Hồi giáo gần 2 tuần sau khi ít nhất 144 người thiệt mạng gần Moscow trong một vụ xả súng hàng loạt mà các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Chúng tôi có lý do để tin rằng mục tiêu chính của những kẻ ra lệnh tiến hành vụ khủng bố đẫm máu, khủng khiếp ở Moscow là nhằm phá hoại sự đoàn kết của chúng ta. Nga nhiều lần nói rằng vụ tấn công này là do Ukraine ra lệnh, nhưng không đưa ra bằng chứng nào chứng minh cho khẳng định đó. Ukraine đã phủ nhận sự liên quan và Hoa Kỳ, nước đã cảnh báo trước cho Nga về một cuộc tấn công sắp xảy ra của phiến quân Hồi giáo, đã nói rằng cáo buộc của Moscow là vô lý. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ngày 4 tháng 4 tuyên bố Ukraine cuối cùng sẽ gia nhập NATO và rằng hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm ngày thành lập Liên minh NATO đang giúp xây dựng cầu nối cho tư cách thành viên đó. Ukraine will become a member of NATO. Đứng tại trụ sở NATO ở Brussels, bên cạnh Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, ông Blinken nhấn mạnh điều bắt buộc là Quốc hội Mỹ phải xúc tiến yêu cầu bổ sung ngân sách mà Tổng thống Biden đưa ra nhằm hỗ trợ thêm cho Ukraine. Ukraine đang chờ đợi một gói viện trợ trị giá khoảng 60 tỷ đô la, còn đang bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ. Russian air attacks on my country. Ngoại trưởng Ukraine nói, ông đã thông báo cho các bộ trưởng NATO về tình trạng chiến tranh, bao gồm cả sự gia tăng các cuộc tấn công gần đây vào mạng lưới năng lượng của Ukraine, và rằng ông đã thúc giục các đồng minh hôm nay cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không bổ sung mới. Ông Kuleba ngày 4 tháng 4 cho biết, các đồng minh NATO đã đồng ý xác định và tìm kiếm các hệ thống phòng không cho kho vũ khí của họ để gửi chúng đến Ukraine giúp tự vệ. Các ngoại trưởng NATO đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập liên minh hôm 4 tháng 4. Cuộc chiến ở Ukraine vẫn là trọng tâm khi 32 quốc gia thành viên của NATO đồng ý bắt đầu lên kế hoạch cho một vai trò lớn hơn trong việc điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine để giúp nước này chống lại Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 4 tháng 4 tuyên bố ông tin chắc Nga sẽ tìm cách nhắm mục tiêu vào Thế vận hội Paris mùa hè này. Khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu ông có nghĩ rằng Nga sẽ cố gắng nhắm mục tiêu vào Thế vận hội hay không, ông Macron nói, tôi không nghi ngờ gì, kể cả về mặt thông tin. Bình luận của ông Macron được đưa ra tại một sự kiện ở Paris nhân dịp khánh thành trung tâm thể thao dưới nước mới của Thế vận hội, thể hiện sự thừa nhận rõ ràng nhất của ông cho đến nay về các mối đe dọa từ nước ngoài đối với an ninh hoặc sự vận hành suôn sẻ của Thế vận hội. Mối quan hệ giữa Nga và Ủy ban Olympic Quốc tế đã trở nên tồi tệ hơn trước Thế vận hội Paris, vốn sẽ khai diễn vào ngày 26 tháng 7, nơi các vận động viên Nga và Belarus sẽ thi đấu với tư cách trung lập, không có quốc kỳ và quốc ca, đồng thời
không được tham gia cuộc diễn hành khai mạc. Ban đầu, họ bị cấm thi đấu quốc tế sau khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, điều mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Lực lượng cứu hộ hôm 4 tháng 4 đưa một người lên cáng cứu thương do trực thăng thả xuống sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter làm rung chuyển Đài Loan hôm 3 tháng 4. Lính cứu hỏa cho hay nhân viên của họ tìm thấy thêm một thi thể trong đống đổ nát trên con đường mòn đi bộ gần lối vào hẻm núi ngày 4 tháng 4 ở Hoa Liên, một ngày sau trận động đất, nâng tổng số người chết vì trận động đất lên thành 10 người. Nhà chức trách cho biết, hàng trăm cơn dư chấn đã xảy ra khu vực phía đông Đài Loan, khiến nhiều người phải chạy ra đường ở tạm. Số người bị thương đã lên tới ít nhất là 1.099 nạn nhân. I hear the cries of children. Mama! Baba! Tổ chức cổ suý cho quyền của người tị nạn Critical Refugee Study Collective và Liên minh trẻ em Trung Đông MECA hôm 30 tháng 3 tổ chức buổi diễn thơ tại khu vực Tiểu Ả Rập, miền Nam California để gây quỹ hỗ trợ trẻ em ở Gaza. Đây là buổi gây quỹ của hai cộng đồng người Mỹ gốc Việt và người Mỹ gốc Palestine. Trong giai đoạn đáng sợ và buồn thảm này, tôi tin là nghệ thuật có khả năng và năng lượng đem chúng ta lại với nhau để cảm thấy có hy vọng. Ý tôi là chúng ta cùng đến với nhau để tán dương thơ văn, theo cách mà thơ văn chạm tới đời sống của chúng ta. Sự kiện này cũng để tưởng nhớ những nhà thơ đã bị giết trong cuộc chiến nhắm vào cư dân ở Gaza. Một trong những lý do lớn nhất cho tôi cảm hứng làm thơ và trở thành một diễn giả là để tôi có cơ hội nâng tiếng nói của những người đang ở Gaza, đang bị đàn áp và của gia đình tôi. Những người Palestine tị nạn tại Mỹ từ thời 1948-1949 nói họ không có mấy hy vọng vì kinh nghiệm cho thấy chính sách của Mỹ đối với xung đột giữa Israel với người Palestine không có gì thay đổi. Tôi chẳng có hy vọng gì, những chính sách đối ngoại lúc nào cũng vậy và nói như vậy trong vòng 60-70 năm qua rồi. Tòa Bạch Ốc đổi chủ nào đi nữa thì chính sách cũng vẫn vậy. Một sự ủng hộ tuyệt đối dành cho Israel, ủng hộ những lời nói dối, tuyên truyền và không bao giờ cho người Palestine có cơ hội thể hiện quyền của mình. Chính quyền Mỹ tuyên bố Israel có quyền tự vệ, nhưng chỉ trích mạnh mẽ về thương vong dân sự ở Gaza và thúc ép Israel bảo vệ thường dân, đồng thời Mỹ cũng tiếp tục đẩy mạnh viện trợ nhân đạo cho Gaza. Hơn 5.000 đô la đã được gây quỹ trực tuyến từ sự kiện diễn thơ này và sẽ được chuyển cho Tổ chức Liên minh Trẻ em Trung Đông MECA để giúp đỡ trẻ em đang bị kẹt trong cuộc xung đột ở Gaza. Hiện hàng triệu người Palestine đang trong tuần lễ chay tịnh Ramadan của Hồi giáo, và nhiều trẻ con trong vùng xung đột Gaza đang bị thương, bị đói khát, suy dinh dưỡng, và không được đến trường vì cuộc chiến của Israel nhằm tiêu diệt nhóm Hamas cai trị Gaza. Phe đã khơi mào xung đột bằng cuộc tấn công đẫm máu vào miền nam Israel hôm ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, hàng ngàn trẻ em Palestine tại Gaza chưa được tiếp cận viện trợ nhân đạo và chăm sóc y tế. Khi cuộc chiến ở Ukraine bước sang năm thứ ba, một số đồng minh phương Tây đang dự tính khả năng can dự sâu hơn vào cuộc xung đột với Nga. Vào cuối tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng sẽ không loại trừ khả năng triển khai quân đội NATO tới Ukraine. Cựu sĩ quan tình báo quốc phòng Mỹ Matt Shoemaker nói rằng đó là nỗ lực của ông Macron nhằm đẩy lùi Putin. Ông Macron chắc chắn muốn gửi thông điệp tới người Nga và đặt họ vào thế khó, khiến họ lo lắng rằng NATO thực sự có thể can thiệp. Nhưng thật không may vì Tổng thống Macron đã không ra dấu trước cho các đồng minh NATO của mình rằng ông sẽ nói như vậy, nên điều đó chắc chắn cũng đưa các đồng minh vào thế bất lợi. Nhưng một nhà phân tích khác, Sean Steinberg từ trung tâm Sufan cho biết đã có sự hiện diện của NATO trên thực địa. Có vẻ như đúng là có cố vấn NATO, hoặc ít nhất là các quốc gia thành viên NATO có cố vấn trong lực lượng đặc biệt trên thực địa ở Ukraine.
nhưng tôi thực sự nghĩ rằng có một ranh giới đỏ khổng lồ giữa việc có cố vấn trên thực địa với việc quân đội Mỹ và NATO chiến đấu trực tiếp với quân đội Nga. Phó Đô đốc hồi hưu Robert Muret, Phó Giám đốc Viện Chính sách và Luật An ninh của Đại học Syracuse, nói rằng quân đội Hoa Kỳ có thể được tìm thấy trên toàn thế giới, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đang tham chiến. Mọi sứ quán mà Hoa Kỳ có trên toàn thế giới, tất cả đều có một biệt đội thủy quân lục chiến. Mỹ có thủy quân lục chiến ở đó để bảo vệ, cho nên với số lượng nhỏ, vâng, có những quân nhân tại ngũ ở Ukraine. Ruslan Bortnik, Giám đốc Viện Chính trị Ukraine cho biết, việc NATO triển khai là điều không thể tránh khỏi. Nga lớn hơn Ukraine rất nhiều, cho nên sẽ có nguy cơ Ukraine thua cuộc hoặc quân đội nước ngoài sẽ cần được gửi đến Ukraine. Bortnik tin rằng, với tư cách là một thực thể, NATO khó có thể gửi quân đến chiến đấu ở Ukraine. Nhưng ông nói rằng, các quốc gia thành viên riêng lẻ như Pháp, Ba Lan, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch hoặc một trong các quốc gia vùng Baltic có thể chọn cách làm như vậy. Ở Johannesburg, Nam Phi, nước máy đang cạn dần. Thành phố đang chứng kiến nước khô dần trong hệ thống cấp nước, ảnh hưởng đến hàng triệu người. Ở Soweto, ngoại ô thành phố, hàng ngàn người xếp hàng để nhận nước từ xe chở nước mỗi ngày. Đó là một thách thức nghiêm trọng, một giai đoạn vô cùng thử thách đối với tuổi của tôi, khi tôi phải đến đây mang theo những chiếc xô 20 lít này, và điều đáng buồn là chúng tôi không biết khi nào nước máy mới có lại. Cơ sở hạ tầng xuống cấp là một phần nguyên nhân. Nhưng các nhà khoa học cho biết, biến đổi khí hậu đang khiến các con sông và hồ chứa nước ở Nam Phi và nhiều nơi khác trên thế giới cạn kiệt. Khi Liên Hợp Quốc kỷ niệm Ngày Nước Thế giới 22 tháng 3, ước tính có 2,2 tỷ người thiếu nước uống được quản lý an toàn. Các nhà khoa học của Liên Hợp Quốc cho biết, gần một nửa dân số thế giới đang gặp phải tình trạng khan hiếm nước nghiêm trọng trong ít nhất một phần trong năm, với các quốc gia nghèo hơn ở miền Nam bán cầu, các nước đang phát triển bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong một báo cáo mới, tổ chức viện trợ Oxfam cáo buộc các tập đoàn lớn trên toàn cầu chiếm đoạt và gây ô nhiễm các nguồn tài nguyên nước quan trọng, gây thiệt hại cho người dân địa phương để làm giàu. Nước bị các quốc gia giàu hơn ở phía Bắc sử dụng quá mức và nó đang tước đi khả năng tiếp cận nước của các quốc gia phía Nam. Oxfam cáo buộc các nước giàu hơn và các công ty đa quốc gia đang chuyển áp lực nước sang các khu vực nghèo hơn bằng cách khai thác nước từ các nguồn tự nhiên để sử dụng trong công nghiệp hoặc nông nghiệp và thông qua việc nhập khẩu các sản phẩm nhiều nước như trái cây, rau, thịt, hoa và nước đóng chai. Báo cáo cho biết, nông nghiệp chiếm 70% lượng nước sử dụng, bao gồm cả hệ thống tưới tiêu để hỗ trợ ngành công nghiệp thịt và nhiên liệu sinh học. Nhưng phân tích của Oxfam cho thấy, khu vực tư nhân đang thất bại trong việc giảm tác động lên tài nguyên nước. 350 tập đoàn đã được phân tích thông qua cơ sở dữ liệu, chiếm một nửa doanh thu nông nghiệp của thế giới. Chỉ 1/4 trong số họ tuyên bố rằng họ đang giảm sử dụng nước và ô nhiễm. Liên Hợp Quốc năm nay cảnh báo về nguy cơ xung đột ngày càng tăng vì nguồn nước. Tổ chức này nói rằng, khi các quốc gia đối phó với biến đổi khí hậu, di cư hàng loạt và bất ổn chính trị, họ phải đặt hợp tác về nước vào trọng tâm kế hoạch của mình. Giữa vẻ đẹp choáng ngợp của những ngọn đồi Himalaya là một thực tế đen tối. Đây là ngôi làng Hokse ở Nepal, được mệnh danh là thung lũng thận vì nghèo đói đã khiến hầu hết các gia đình ở đây đều có người phải bán nội tạng của mình. Các tay môi giới đã tìm tới khu vực này trong nhiều năm, thuyết phục mọi người bán thận bất chấp thực tế rằng chuyện này là bất hợp pháp. Ông bố 31 tuổi Suman là một trong số đó.
chật vật cả về tài chính lẫn tinh thần. Cuối cùng ông phải ra nước ngoài để bán quả thận của mình với giá dưới 3.000 bảng Anh. Tôi mắc nợ ngập đầu và đang tính chuyện tự tử. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi nói chuyện với một người bạn và anh ấy đưa tôi đến Ấn Độ. Tôi cảm thấy yếu đuối và mơ màng khi tỉnh dậy. Rất là đau đớn. Bây giờ tôi không thể làm việc được. Và tôi cố gắng khuyên bảo tất cả mọi người chớ có bán thận của mình. Gần đó, Kanchaha và bạn của ông cũng bán thận thông qua một mạng lưới buôn bán nội tạng. Các tay môi giới làm giấy tờ giả ở Kathmandu, bao gồm cả thẻ căn cước Ấn Độ. Quả thận của tôi được trao cho một người phụ nữ giả làm em gái tôi. Tôi nghĩ bác sĩ Ấn Độ biết rõ là tôi đem bán thận. Không thể đếm được bao nhiêu người đã bán thận ở khắp mọi nơi. Làng này, làng kia, biết bao nhiêu người đã bán thận. Những người dân địa phương cho biết những người bán nội tạng đã bị những tay buôn thao túng và bị thúc đẩy bởi nghèo đói. Nhưng điều này ngày càng ít phổ biến. Một phụ nữ địa phương cho biết cách đây nhiều năm, nhiều người bán thận nhưng bây giờ do có trình độ học vấn nên họ không bán nữa. Một người dân trong làng cho biết thêm, trong một gia đình có 3 hoặc 4 người đã bán thận, nhưng gần đây thì không có chuyện này nữa. Trong khi mọi thứ có thể trở nên tốt hơn ở Hokse, thì tình trạng nghèo đói trên khắp Nepal đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng bất ngờ khác liên quan đến thận. Ngày càng có nhiều người Nepal chọn làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là ở các quốc gia vùng vịnh ở Trung Đông. Một số người hiện phải đối mặt với bệnh suy thận. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân là do tiếp xúc với nhiệt độ cao và mất nước nghiêm trọng do điều kiện làm việc kém. Hàng năm, hàng trăm nghìn người Nepal đến các quốc gia vùng vịnh nhưng phải đối mặt với nhiệt độ nắng nóng và điều kiện lao động khắc nghiệt. Jit đã dành 3 năm làm việc ở Ả Rập Xê Út và giờ đây chàng trai 29 tuổi này mỗi tuần phải dành 12 giờ để chạy thận. Tôi phải làm việc trong điều kiện nắng nóng, lên tới 50 độ. Chúng tôi không có thời gian để ăn trưa, đi vệ sinh hay uống nước. Tại trung tâm cấy ghép nội tạng người ở Bhaktapur, các bệnh nhân ở đây đều khao khát có được người hiến tặng, nhưng họ phải là người thân. Bác sĩ Pukha Chandra trước đây chỉ thực hiện cấy ghép cho bệnh nhân cao tuổi, nhưng giờ đây ông thấy ngày càng nhiều người trẻ tuổi bị tổn thương thận. Khoảng 1/3 số người được cấy ghép là những người lao động nhập cư đến từ nước ngoài. Điều này đã gây ra gánh nặng lớn cho nguồn lực y tế của chúng tôi. Họ là những chàng trai khỏe mạnh, đủ sức khỏe để làm việc ở nước ngoài, và khi trở về, họ đều bị suy thận hoàn toàn. Một số quốc gia vùng vịnh như Qatar đã giảm số giờ mọi người có thể làm việc dưới ánh nắng mặt trời. Một số nghiên cứu cho thấy nguy cơ nắng nóng cực độ ở các quốc gia vùng vịnh chỉ leo thang trong những năm gần đây do biến đổi khí hậu. Welcome to English in a Minute. Long ago, England controlled an area around Dublin, Ireland, known as the Pale. But what do you think beyond the Pale means as an idiom? This is weird. I left my sandwich in the break room, and now it's gone. Oh, I think I saw Bob eating it. Bob? He's done bad things before, but stealing my sandwich? That is beyond the pale. I agree, especially a tuna sandwich. Wait, how did you know it was tuna, Dan? When someone's behavior is beyond the pale, they have gone past what is acceptable. It can even be offensive or immoral. I think stealing and lying are beyond the pale, Dan.